đây hả cô? Ừ, đó, dạ, cô dạ. Còn cái căn phòng này là căn phòng cuối cùng. Ở chỗ cô đắt lắm. Trời ơi, ta nói phòng không có để mà mướn luôn đó. Tụi con thấy sao rồi cho cô biết cái cảm xúc coi nè. Dạ thưa cô, theo con quan sát thì con cảm nhận được cái phòng nó hơi nhỏ. Dạ, đồ đạc thì cũ kỹ. Với lại cái tủ á, cái màu nó hơi lè lè. Dạ, cái màu màng nó hơi sớm. Trời ơi, cô có ra nè, bụi không? Hôi rình. Ừ, với lại cái bàn nó cũng xấu xí quá. Dạ, với lại tranh ảnh thì nó vô nghĩa. À, với lại bà chủ thì nó hơi mỡ màng. Còn nữa, ông chủ thì khô khan. À, nín đi. Vô duyên một cặp luôn à, thiệt tình á, tụi con á. Nói chung là như vậy, cô chỉ còn một cái căn phòng này là căn phòng duy nhất còn sót lại trong cái tòa nhà của cô. Nếu mà tụi con không thuê ở đây thì tụi con có thể đi kiếm chỗ khác thuê. Mà cô nói thiệt, trong tâm khảm của cô cho tới giờ phút này, cho dù tụi con có lấy lại tất cả những lời nói tụi con lỡ buông ra đi chăng nữa, thì cô cũng không muốn tụi con ở đây nữa. Cho nên tụi con đi chỗ khác mướn đi. Cô ơi, tụi con chê bai, tụi con xài xể để cho cô bớt giá tụi con á. Chứ tụi con đồng ý mướn. Bà Lan, bán nửa ly cà phê uống đi. Đương nhiên đó, ai bán nửa ly cà phê? Trời ơi, tôi kêu cà phê nửa ly là tôi cái cớ thôi, để tôi nói chuyện với bà hiểu không? Bán nửa ly đi. Bán nửa ly sao tính tiền, sao mua một giọt đi. Mua giọt sao uống bà nội? Thì bởi vậy, quan trọng là cái nói chuyện chứ không phải nói đi, khỏi cần mua. Khỏi mua luôn hả? Trời ơi, sao bà chửi, hiểu không? Nói nghe nè, nhà bà như có một cặp vợ chồng nó mới dọn về ở, đúng không? Đúng rồi. Thằng Tùng với con Duyên, đúng không? Ừ. Trời đất ơi, bà phải cẩn thận nha. Hai đứa nó là vợ chồng, đúng không? Ừ. Vợ chồng mà sao có hình đám cưới? Ừ. Trời, trời, sao hai này xứng dữ vậy trời? Ôi, nè, nó không có hình đám cưới mà nó có giấy kết hôn mới lạ chứ. Đó, bởi vậy. Trời đất ơi, trời xin một cặp luôn á nè, trời. Một cặp cái gì? Từ ngày nó về đây ở đó, có ai đi thăm nó không? Dòng họ bà, con, chú, bác, mợ gì có đi thăm nó không? Mờ ám nha, mờ ám nè. Trời ơi, hai đứa này làm gì mờ ám vậy? Tôi cảnh báo bà phải biết nó mờ ám như vậy. Coi chừng nó lại quậy tày quay cái nhà của bà ra, bà hiểu không? Ừ. Trời, cái phim này hay quá ông Teo ơi. Trời đó, coi hai này nó làm gì lén lén lút lút vậy trời. Nè, trời ơi. Trời ơi, trời xin một cặp luôn nè, thấy không? Hồi nãy giờ tôi nói chuyện bạn có nghe không? Nghe cái gì? Vụ gì? Ông nói cái gì? Trời ơi, tôi nói là cái cặp vợ chồng mờ ám đang ở trong nhà của bà phải cẩn thận chứ nếu không á, mai mốt tày quầy ra, hiểu chưa? Cặp nào? Trời, nãy giờ tôi nói chuyện với bà. Còn thằng Tùng với con Duyên. Bà giờ làm ơn bà về dẹp cái này qua bên đi. Bà có nghe không? Nghe cái gì? Trời ơi, tôi nói thiệt á, đang căng thẳng quá, ông để tôi đi. Tôi nghe cái chuyện của ông á, chẳng thà tôi coi phim còn hơn. Ông xong nhiều chuyện quá. Đàn ông đàn an á, bỏ cái tánh nhiều chuyện đi. Nhớ nghe, mai mốt đừng có cầu cứu nghe. Trời ơi, nó đẹp quá. Quán khác uống. Con trai gì mà lề mề quá, trễ giờ hết trơn rồi nè. Quay. Chào con. Đang chờ người hả? Con mới dọn về đây hả? Trai đẹp quá, xinh gái ghê vậy đó. Dạ cảm ơn chú. Cho hỏi thăm nha. Dạ gì chú? Hai đứa con mới dọn về đây phải không? Dạ. Vợ chồng con có chuyện riêng tư thầm kín mà không tiện nói cho người khác nghe, đúng không? Dạ, đâu có chú, đâu có chuyện gì mà... Có, nhìn bộ dạng thưa con là biết là có chuyện rồi mà không dám nói cho ai nghe. Không, với lại chú đã nói là chuyện riêng tư thầm kín, làm sao mà nói cho người ta nghe được? Thì bởi vậy chú mới rình mò, chú hỏi riêng mình con nè. Trời. Không tiện nói, cứ nói cho chú nghe đi. Hả? Nói nghe nè. Sao hai chồng không có tấm hình nào hết trơn vậy? Hả? Không có chụp hình lại hả? Không có quay phim mà post lên trên mạng hả? Trời ơi! Hả? Trời ơi chú ơi, cái đó là cái chuyện riêng tư vợ chồng, làm sao mà chụp hình mà post lên mạng được? Được sao không được? Nhiều người làm lắm á. Hả? Post lên rồi quay phim rồi coi như lâu lâu coi lại, trời vui lắm con. Trời ơi nhiều cặp vợ chồng làm vậy lắm á. Kỷ niệm mà. Cả đời người có lần một mà. Thôi chú ơi, vợ chồng tụi con là không bao giờ có cái thú vui mà biến thái như vậy hết. Coi đâu biến thái con.
Trời ơi, chẳng những vợ chồng con thôi mà kéo gia đình dòng họ hai bên xúm xụm vô rồi quay rồi cười giỡn rồi quăng lên trên mạng cho chúng sanh mọi người coi một chút. Trời đất ơi, người ta ngưỡng mộ, hiểu không? Thôi chú ơi, gia đình ai chứ gia đình con là không có cái chuyện đó đâu, biến thái quá. Không ấy giờ chú xích ra cho con đi giùm. Gia đình con mà không làm vậy là con bất bình thường đó nha. Trời đất ơi, làm vậy mới bất bình thường đó chú. Làm vậy mới là không bình thường, còn không làm vậy mới là bất bình thường. Con nha, con không ngờ nha, chú nhìn đàng hoàng vậy mà có cái thú vui biến thái kỳ cục hả? Phải để chú nói. Chú đừng có đụng vô người con nha. Chú đụng vô người con là con la lên đó. Trời, con làm gì giống như ta bị bệnh dịch vậy mày? Không nha. Mấy rõ ràng nha, em qua đây, em qua đây. Ôi, ông ngoại, ông ngoại, ông có tuổi rồi sao không hông ở nhà với bà ngoại đi mà ra đây mà dê vợ con vậy hả? Chưa có bộ râu nào hết trơn, đừng kêu vậy ha. Mày bị điên hay sao mày nhìn tao ra ông ngoại? Thôi ông già ra không có tuổi tự nhiên ra dìu ra thấy nắm tay rõ ràng em rồi la đúng không? Dạ đúng rồi anh. Biến thái. Tôi nắm tay hồi nào vậy trời? Trời ơi, con nghe la có trở đây camera rồi đầy đủ hết nha, đừng có chói nha, lên phường nha. Đúng rồi, có camera hết á. Ha. Hai chồng này ngộ ghê á. Chú chỉ có hỏi thăm thôi, hỏi thăm sao vợ chồng con không có chụp hình nhau rồi ấy rồi đăng lên trên mạng, lên Facebook rồi cho người ta biết. Đó, thấy không? Ghê không? Đấy ghê không? Chịu mình biến thái, không ngờ mà già mà lại có những cái thú vui mà biến qua thái mà bệnh hoạn mà kỳ cục kỳ đời như vậy hết á. Ủa, mày nói gì đi đâu vậy? Trời đất ơi, ý tôi hỏi là tại sao cái hai vợ chồng đám cưới mà không chụp hình kỷ niệm, không quay phim kỷ niệm dòng họ hai bên cái ngày vui đó để post lên trên Facebook, post lên mạng khoe là ngày vui của mình, lâu lâu là lấy ra coi lại để nhớ cái kỷ niệm ngày cưới của tụi mình. Tự nhiên nghĩ đi đâu vậy? Hai đứa bay nghĩ đi đâu à? Mà nói tao biến thái. Trời ơi, trời đất ơi, thì ra hai đứa bay nghĩ là tao chụp hình rồi quay phim rồi quăng lên mạng. Nghĩ sao vậy trời đất ơi? Thì cũng tại chú nói cái chuyện đó mà cái mặt chú nó nham nhở, nó hứng thú quá làm chi. Thông cảm đi con, trời ơi, cái mặt chú nó vàng nhất thế giới gì Đông Nam Á vậy đó. Vàng cái gì mà chú là ai? Bây giờ chú đã dở trò vợ con rồi, chú có trách con hay chưa hả? Giờ chú muốn xong cái gì chú vừa phải thôi chứ. Nè con nói chú nghe nha, chú mà dở trò một lần nữa là con xúc chú luôn đó. Vừa phải chứ, chú là ai mà chú cứ làm rộ đây? Tôi là tổ phó tổ dân phố ở đây. À, vậy hả? Đi em. Ông Kiệt, bà Lan đâu rồi hả? Trời đất ơi, có chuyện muốn nói nè. Ôi, có chuyện nói nè. Rồi, cái nhà này nhiều chuyện thiệt đó chứ. Ý anh là sao? Nè, ông phải cẩn thận nghe. Tụi nó làm chuyện mờ ám cho nên nó mới sợ tôi, hay không? Tại vì tôi là người chuyên điều tra tất cả mọi chuyện của cái khu phố này mà, đúng không? Nó gặp tôi nó sợ có nghĩa là nó không phải là người ngay thẳng. Có nghĩa là tôi mang ơn không gì đúng không? Chứ còn gì nữa? Ông là khách VIP nhà tôi gì đúng tôi không? Tôi thương nhà anh, tôi mới giúp đỡ nhà anh. Vậy thì chủ quán mời khách VIP một ly cà phê ha. Chú cha, vậy mới được. Trời đất ơi, dễ thương. Thật sự tôi không phải nhiều chuyện đâu. Tại tôi sợ để đây mai mốt rồi hai vợ chồng làm tì quậy nhà anh nữa, anh hiểu không? Uống đi. Cảm ơn. Thôi, cái gì bặn lò vậy cha nội? Hai muỗng muối thôi. Này, hai muỗng muối là ít đó. Lần sau nữa là hai cái muỗng keo dán sắt nó cho vô đây này, vô mỏ không? Nó dán bít chịt luôn cái miệng ông lại. Nhiều chuyện. Đi đây. Mẹ trời, đau bụng quá. Không có ai không nhờ mà xin. Cô Lan ơi, cô Lan, cô đừng có đi, cô Lan. Cô có chuyện muốn nói với cô. Cô đang rất khó chịu. Dạ, cô xin lỗi cô. Con biết là cô đang khó chịu vì tụi con. Nhưng mà từ trước tới giờ tụi con rất ngoan hiền lễ phép, không bao giờ làm trái ý cô hết. Với lại mọi hãm cái quy định gì của cô tụi con đều làm hết. Tụi con không có làm sai trái gì á. Cô đừng có khó chịu với tụi con nha cô. Dạ tụi cô, giấy tờ tụi con cũng nộp cho cô đầy đủ, không có thiếu, không có mập mờ gì hết cô ơi. Cái vấn đề ở đây á. Dạ cô ơi, tiền bạc tụi con cũng đóng đầy đủ hết đúng không cô? Dạ cô ơi, nhìn cái sắc mặt của cô là cũng biết tụi cô đang giận tụi con lắm. Nhưng mà tiền cọc 3 tháng tiền nhà con cũng đóng cho cô hết rồi mà. Cô rất thông cảm với tụi con nhưng mà thôi để cô đi đã. Dạ không có được đâu cô ơi, cô đừng có đi. Dạ cô đáng lại chút xíu được không cô? Dạ cô mà đi là coi như là chết tụi con luôn đó cô. Dạ tụi con hết sức bình tĩnh nghe cô nói nha. Dạ. Dạ. Cái vấn đề ở đây là cô đang... Cô đang bực mình tụi con đúng không? Không phải, vấn đề là cô rất khó nói. Tại vì là nó rất là ngại. Dạ.
Tại vì nói ra rồi rồi sau này gặp mặt nhau nó ngại ngùng lắm. Nhưng mà cô phải đi, con hiểu không? Cô rất khó chịu. Dạ thôi cô ơi. Thôi con biết, nếu như mà tụi con là cô, tụi con cũng sẽ khó chịu. Tụi con biết là ba tụi con cấm cản không cho tụi con lấy nhau. Nhưng mà tụi con đã lén lút làm giấy tờ hết rồi cô ơi. Dạ, dạ cô ơi, con biết cô tức con lắm nên cô đứng không vững luôn. Nhưng mà từ trước giờ cô biết là tụi con không bao giờ làm ăn gian dối. Tại vì chưa có đủ điều kiện để tụi con nói. Mong cô thông cảm giùm tụi con nha cô. Rồi cô lùng bùng hết lỗ tai rồi, cô vượt ngưỡng chịu đựng rồi. Dạ không, bây giờ cô phải giúp đỡ con, cô thông cảm giùm cho con một lần cuối cùng thôi nha. Bây giờ cô chịu hết nổi rồi, tụi con hiểu không? Con không thể chịu đựng được nữa, con phải đi thôi. Cô ơi, cái đó toilet mà. Trời ơi, không tin luôn á trời, tưởng cổ đau khổ. Ai ngờ cổ đau bụng. Trời ơi. Luôn luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất vẫn luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Lúc nói tin nhắn mọc túi từng xô nẻo, nào thì cha xét như hoảng thư mấy mà. Vợ yêu của anh ơi, em là tình yêu của anh đó, cùng nhau ta đi chung qua bao chặng đường dài. Vợ sau mãi mãi là của nhau, nguyện cùng bên nhau nhà phải tình yêu. Vợ của anh.